Xin chào tất cả anh em. Hiện tại thì Huy đang có mặt ở tại Kon Tum, thì đây là cái điểm cuối cùng trong cái chuyến hành trình lần này. Thì hôm nay thì bên Huy tiếp tục là đi bàn giao một cấu hình loa hỏa tiễn nha, hỏa tiễn Wonderfuel Edux 1.2 Pro hàng nhập khẩu và súp hầm 50XP. Cách đây khoảng 2 tháng thì Huy cũng có lắp một cấu hình loa hỏa tiễn ở gần đây mọi người, cách đây khoảng 1 cây số thôi. Thì anh khách là ở đây thì anh chạy rạp cưới. Thì trong cái quá trình mà anh đi làm thì anh cũng có là kêu dàn nhạc bên đó về chơi. Đó thì là hôm nay thì anh đã quyết định là lên thêm một cái dàn nhạc giống như vậy nữa mọi người, giống như cái cấu hình mà Huy đã bàn giao cách đây khoảng 2 tháng. Đây, hỏa tiễn nha, hỏa tiễn có tủ khách xe luôn. Ở đây thì Huy đang có mặt ở tại chợ xã Đắc Môn mọi người, Kon Tum nha. Hiện tại thì cấu hình loa bên Huy đã lắp đặt xong rồi này anh em. Và cấu hình máy nha, đặc biệt đó là tiếp tục là sử dụng cái dòng micro mới Wonderfuel VK800. Thì mẫu này thì là hàng mới về và hiện tại thì bên Huy đang lắp rất là nhiều. Và hầu như tất cả những cái cấu hình dàn âm thanh mà gần đây ấy, là bên Huy đều sử dụng cái mic này. Tại vì mic này thì đầu tiên phải nói đến là cái chất âm nó rất là hay mọi người, tiếng rất là dày và lực. Thứ hai đó là cái dòng này thì sử dụng sóng đầu 8. Đầu 8 thì anh em ta đi làm show là không lo là bị nhiễu sóng, không lo bị trùng sóng nha. Rất sóng rất là khỏe mọi người. Đó, micro Wonderfuel VK800 dòng micro cao cấp nha, chuyên dùng cho sân khấu sự kiện ở ngoài trời. Và vang số Wonderfuel S12 quản lý nguồn điện này, và đẩy TD 12.000 4 kênh và đẩy Cura KS2002D, con này là 2 kênh nguồn xuyến nha. Con này thì Huy sẽ đánh súp và con này thì sẽ đánh hỏa tiễn và đánh moi to mọi người. Ở đây thì Huy có trang bị cho anh khách thêm cái tủ đựng micro nha. Và mixer thì vẫn là mixer CMS ngàn bản cao cấp mọi người. Đây là tủ máy ha, và cấu hình dàn loa đây. Bộ loa này thì nói chung là giống với cấu hình loa ngày hôm qua Huy mới lắp ở tại Quảng Ngãi mọi người. Một cặp monitor 30XP Pro đó. Và hai cặp súp hầm 50XP nha, hai cặp súp hầm 50XP và một cặp hỏa tiễn Wonderfuel Edux 1.2 Pro hàng nhập nhá. Thì cấu hình này thì nó giống như cấu hình mà cách đây khoảng 2 tháng Huy bàn giao ở tại Kon Tum mọi người. Thì anh khách đã tham khảo cấu hình đó và anh cũng đã đi làm show với cấu hình đó rồi. Thì là hôm nay thì anh quyết định là lên một cấu hình loa giống như vậy luôn. Bộ loa lên thì anh em thấy nó cũng rất là ngầu và bộ này rất là hiệu quả nha. Ít đồ nhưng mà rất là hiệu quả. Chúng ta làm show cưới khoảng 600 khách là nhẹ nhàng mọi người. Đó, bây giờ xin mời tất cả anh em cùng theo dõi bên Huy setup và test thử chất âm của cấu hình này nha. 7 8 9 10 1 2 hết. Về Việt Nam mắt người sáng quá, để đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tim con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài.
về thành đô ánh mai áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng khó hoang, xin em đừng đến những nơi chiến tranh hoan ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Ok, em cảm ơn anh. Dạ. Xin chào tất cả anh em nha. Đây là anh trai ở tại Kon Tum. Hôm nay thì bên Huy có dịp ra là bàn giao một cái dàn đồ cho anh trai. Thì hôm vừa rồi thì Huy cũng lắp một cái cấu hình họa điện cũng giống này, cách đây khoảng tầm hơn cây số thôi. Thì anh ấy làm rạp cưới mọi người thì anh cũng có là liên hệ là anh em đi làm nhạc. Thì sau khi mà tham khảo xong hôm nay là anh quyết định lên dàn đồ này. Thật ra hôm nay thì em bàn giao cho anh cái cấu hình đồ thì sao anh test anh cảm thấy hài lòng không? Dạ vâng, thấy hài lòng ạ. Hài lòng, ok rồi em cảm ơn anh nha. Chúc anh nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thuận lợi, ngày càng phát triển hơn nha. Và dàn đồ thì có sự cố hoặc là cần hỗ trợ thì liên hệ cho bên em. Dạ, ok, rồi cảm ơn anh. Dạ. Rồi thì như tất cả anh em chúng ta theo dõi từ đầu đến giờ thì bên Huy cũng đã lắp đặt, cũng đã setup và đã test xong hoàn chỉnh rồi cái cấu hình này ha. Thì đây là với một cái cấu hình nó gọn nhẹ đơn giản thôi mọi người. Chỉ có một cặp họa tiễn One of Future Look 1.2 Pro thôi. Thì nó sẽ phủ cho chúng ta khoảng 600 khách là nhẹ nhàng mọi người. Và thực tế khi mà âm thanh ở ngoài trời đánh cái súp đánh rất là lực mọi người. Và cái điều đặc biệt của cấu hình này đó là cái bộ mic mới, cái dòng mic mới này, Micro One of Future W800 ở đây. Còn micro mới cao cấp chuyên dùng cho sân khấu sự kiện ngoài trời. Và sóng đầu 8 nha, sóng cực kỳ khỏe và chất âm rất là hay mọi người. Để tay mic anh em. Đó, anh em nào mà chúng ta cần tư vấn về cái dòng mic này thì liên hệ trực tiếp cho bên Huy nha. Dòng này thì giá nó khá là cao mọi người, giá khá là cao. Nhưng mà đổi ngược lại đó là cái chất lượng âm thanh rất là tốt mọi người. Giá cao nhưng mà chất lượng rất là tốt nha. Anh em nào chúng ta có điều kiện mọi người chơi cây mic này thì tuyệt vời luôn. Đó. Rồi, đây là tổng quan của cấu hình ngày hôm nay nha. Anh em nào cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp cho bên Huy nha. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều.